Hans Book. Nữ tỷ phú Trân Nhân, dù là khởi nghiệp hay đi làm, bạn nhất định phải có tinh thần chịu thương, chịu khó. Trân Nhân sinh năm 1957 trong một gia đình quân nhân ở Thiệu Quang, Quảng Đông. Bà là con cả trong gia đình có 8 người con. Khi còn nhỏ, cha bà bị oan phải vào tù. Thân là con cả trong gia đình, bà phải vừa đi học vừa phụ giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ. Dù cuộc sống vất vả nhưng bà vẫn chăm chỉ học tập. Bà đã thi đậu đại học và chọn chuyên ngành tài chính kế toán đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trân Nhân lúc đó 25 tuổi, bà đến một công ty ở Thâm Quyến làm kế toán. Sau đó bà chuyển sang công ty liên doanh và được thăng chức từ kế toán lên giám đốc thương mại. Trong quá trình làm việc, công ty đề cử bà đến Hồng Kông. Nhờ đó bà đã tiếp xúc với các doanh nghiệp tái chế giấy phế liệu ở Hồng Kông. Vào thời điểm đó, tài nguyên rừng Trung Quốc tương đối nghèo nàn, các loại cây làm giấy rất khan hiếm. Nguyên liệu sản xuất giấy cao cấp như giấy phế liệu và bột gỗ đều phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Trân Nhân nhận ra rằng thị trường tái chế giấy phế liệu có tiềm năng vô hạn với đất nước của bà. Trong lúc sự nghiệp đang thuận lợi, bà đã chọn từ chức, từ bỏ công việc lương cao để khởi nghiệp. Dù gia đình đã ra sức phản đối, nhưng bà đã hạ quyết tâm. Với số tiền tiết kiệm 100 triệu nhân dân tệ, bà đến Hồng Kông bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Với sự nỗ lực của bản thân, năm 27 tuổi, bà Trân Nhân đã thành lập xưởng sản xuất giấy Hồng Kông. Những ngày đầu kinh doanh, bà gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lô giấy tái chế công ty bà thu mua chứa giấy ướt, giấy mốt và rác. Đây đều là những loại giấy không thể tái chế. Sau khi phát hiện ra vấn đề, bà cẩn thận kiểm tra từng mảnh giấy mỗi khi thu gom giấy lộn. Cả ngày bị đống giấy lộn bao quanh, dần dần, bà đã luyện được cho mình hỏa nhãn kim tinh. Nhìn một phát là biết ngay giấy nào dùng được, giấy nào không. Phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt của bà đã khiến các thế lực cạnh tranh ở địa phương khó kiếm ăn. Bọn họ vì xấu hổ và tức giận nên thường xuyên gây rắc rối cho bà bằng những cuộc gọi đe dọa, gây lộn, thậm chí còn dọa đốt xưởng giấy. Trước sự khiêu khích của các đầu gấu, bà không nhân nhượng và trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát ra mặt, các thế lực đen nhận ra rằng bà không phải là một người dễ đối phó. Từ đó về sau, họ không còn gây rắc rối cho bà nữa. Sau sự việc này, bà trở nên nổi tiếng ở Hồng Kông, rất nhiều người bán giấy lộn tìm đến bà, công việc tái chế giấy phế liệu của bà ngày càng tốt hơn. Trong 2 năm, bà đã liên tiếp hợp tác với xưởng giấy Jinkao Liêu Ninh, xưởng giấy Đông Phen Vũ Hán và xưởng giấy Hà Bắc Đường Sơn. Một năm sau đó, bà Trân Nhân thành lập công ty Sơn Nan ở Đông Hoảng để sản xuất giấy gia dụng. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đại lục, việc tái chế giấy phế liệu ở Hồng Kông không còn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng nữa. Thế nên bà bắt đầu tìm kiếm thị trường giấy lộn mới ở nước ngoài. Năm 1990, Trân Nhân và chồng đến Mỹ để khảo sát thị trường. Họ phát hiện rằng Mỹ không chỉ có tài nguyên rừng dồi dào mà còn có ngành công nghiệp giấy phát triển, hệ thống tái chế giấy phế liệu tiên tiến. Vì vậy, bà mở thêm công ty Sơn Nan tại Mỹ để tái chế giấy lộn. Để có được chỗ đứng ở nước Mỹ xa lạ, ngày ngày bà phải đến hỏi thăm các cửa hàng buôn bán giấy lộn để mở rộng thị trường. Bận đến nỗi quên ăn quên uống. Ông trời không phụ lòng người, công ty ngày càng có nhiều nhà cung cấp giấy lộn ở Mỹ và công việc kinh doanh cũng dần có khởi sắc. Bà vận chuyển giấy lộn mua ở Mỹ về Trung Quốc và xử lý lại để sản xuất ra giấy có chất lượng cao. Sản phẩm của bà hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh và bà được gọi là nữ hoàng giấy lộn. Sau 6 năm kinh doanh tại Mỹ, bà trở về Trung Quốc và chi 110 triệu đô la Mỹ để thành lập Nine Dragons Paper Limited ở Đông Hoảng. Năm 2005, Nine Dragons Paper đã trở thành đầu rồng về sản xuất giấy ở Trung Quốc, thứ hai ở châu Á và thứ 8 trên thế giới. Năm 2006, Nine Dragons Paper được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông với giá trị tài sản 4,1 tỷ đô la Mỹ. Bà Trân Nhân trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Đến năm 2009, giá trị của công ty lên đến 5,1 tỷ đô la Mỹ. Nữ tỷ phú này còn tích cực tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước, liên tiếp thành lập các công ty tại Việt Nam, Tuyền Châu, Thẩm Dương. Sau 35 năm kinh doanh, từ một cửa hàng giấy phế liệu nhỏ, bà đã xây dựng thành công ty giấy lớn nhất Trung Quốc. Bà thực sự là một huyền thoại trong kinh doanh. Hiện nay, bà đang là người giàu thứ 301 Trung Quốc với tài sản 1,8 tỷ đô la Mỹ. Về thành công của bản thân, bà Trân Nhân từng nói, dù là khởi nghiệp hay đi làm, bạn nhất định phải có tinh thần chịu thương, chịu khó. Qua video hôm nay, Pansbook chia sẻ.
Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ mang lại những điều hữu ích cho các bạn, để các bạn có thể tích lũy được những bài học đắt giá trong công việc cũng như trong cuộc sống. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo nhé. Hans Book, sách và phát triển bản thân.